Mỹ Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả của đài SET 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19 với chương trình Mỹ Lan Show được thực hiện hàng tuần trên làn sóng này. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Và thưa quý vị, trong chương trình Mỹ Lan Show ngày hôm nay, lại một lần nữa Mỹ Lan được tái ngộ đến hai người chị thân thương, đó là nữ ca sĩ Trang Thanh Lan và nữ ca sĩ Phương Hồng Quế đang có mặt tại phim trường. Xin chào hai chị thân yêu. Trước nhất là Trang Thanh Lan kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả đang xem đài xét chương trình Mỹ Lan Show. Chào Mỹ Lan, chào Phương Quế. Dạ vâng, Phương Hồng Quế xin kính chào các khán giả đang xem đài. Chào em gái Mỹ Lan và chào người bạn bên cạnh tôi, Trang Thanh Lan. Thưa quý vị, tại vì Mỹ Lan rất là thích, là tại vì quý vị thấy không, ba chị em chúng tôi mà vừa cất tiếng lên là thấy nó rộn ràng rồi. Tại vì rộn ràng nữa. Rộn ràng mà còn rộn ràng. Rộn ràng nhất là giọng Kim nè. Người này rộn ràng nhất. Nãy thử micro là ở trong đó là anh Việt nói rồi. Mạnh quá. Giọng mạnh quá, coi chừng đứt dây. Vâng, kính thưa quý vị, nhiều người đó, hai chị bảo rằng là tại sao chị em mình ai cũng trẻ trung, bảo nụ tại sao có bí quyết gì mà sao trẻ hoài vậy, sao mà trẻ hoài, mà đặc biệt là nghệ sĩ mình, thì em nghĩ rằng là chắc tại chị em mình cứ rộn ràng vậy hoài, phải không hai chị? Dạ, chắc chắn là như vậy, tại vì chúng ta có chuyện gì buồn chúng ta phải bỏ qua bên đó, chúng ta phải rộn ràng mùa xuân vậy đó, thành ra chúng ta mới trẻ lâu đúng không? Đúng như vậy, và thành ra vì chúng ta cười, nụ cười là 10 thang thuốc bổ đúng không? Vậy. Mình cứ cười hoài thì mình sẽ vui tươi. Nhưng mà đừng có nói nha, chị em nghệ sĩ mình á, quý vị không biết đâu, nhiều khi á, ông bà mình có một câu là trong héo ngoài tươi. Nhiều khi mình đang có chuyện buồn chứ không? Trời, nhưng mà lên sân khấu nói chung tìm đèn. Đúng không chị? Nhưng mà nghệ sĩ mình nó rất là hay, là khi mà mình đi lên sân khấu cái là mình gạt bỏ hết những cái buồn phiền, mình lên sân khấu vẫn cười, nở một cái cười thật là tươi, đúng không? Chị Lan có những cái kinh nghiệm như vậy không? Có những cái trải qua như vậy không, bây giờ thì, chưa? Cái đó thì Trang Thanh Lan thấy là chắc chắn là những chị em chúng ta đứa nào cũng phải có những cái tâm sự u uẩn buồn đau, nhưng mà đã qua rồi. Coi như cái tuổi này chúng ta là chúng ta an nhiên tự tại, chúng ta phải phải kêu bằng gì nãy giống anh Thức nói đó, mình ai phải tự tại quẳng gánh lo đi mà vui sống nha. Đó, thấy câu triết lý đó là hay nhất. Mình không nên để cái gì trong lòng thôi, mình phải vui vẻ với mọi người, vui với đời, vui với người, vui với những người chung quanh chúng ta, tại sao chúng ta phải buồn? Nhưng mà em thấy vui nhất á là lúc sau này là Thanh Xà Bạch Xà lúc nào cũng đi đâu với nhau. Là tại vì em quý vị cũng biết rằng là Thanh Xà Bạch Xà là hai chị Phương Quế và Trang Thanh Lan vừa có một cái chương trình trên đài truyền hình chung với nhau, là chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rồi chưa? Rồi quý vị thấy không, trong những cái chương trình mà gây quỹ thiện nguyện các chùa hay là nhà thờ hay là cộng đồng của chúng ta, hai chị cũng lại đi chung, có phải đó là cái niềm vui của hai chị bây giờ không? Dạ, là một cái niềm vui mà cũng là một cái chắc cái có duyên nợ vậy á. Chắc duyên cũng nợ có không? Cái gì ra chứ có nợ ai mắc nợ ai không mắc nợ ai, nhưng mà kiếp trước Trang Thanh Lan nghĩ là Phương Quế là chồng của Trang Thanh Lan cho nên kiếp này Quế thì nghĩ sao? hai đứa cứ dính liền nhau, mà mình đi đâu là Phương Quế chắc lo cho Trang Thanh Lan. Mà ai là chồng hả? Đây chồng đây, mọi người cao lớn nhìn dài là chắc chắn phải chồng, gánh nặng hai vai đi show đó, là nghĩa là bả là tè bả đi sau đó mình kéo đồ không à, mình kéo gần chết luôn vậy đó. Bả có từ từ bả đi thoải mái, cho nên kiếp trước mình là chồng bả chắc là vậy đó. Không, cần nhất đó là khi mà lên máy bay á, cần nhất là Phương Quế kế bên đặng để cái vali lên. Tại chị cao ráo phải không? Chỉ là đàn ông mà phải không? Không cao mà mạnh nữa. Tôi cứ thưa quý vị, đó là những cái mẫu chuyện vui mà hầu như là thật sự ra đi tới đâu, nhiều khi ba chị em mà Mỹ Lan mà có dịp tình cờ gặp hai chị đều thấy vui, là rồi ông xã mình được phải chụp hình mấy chị nữa đó, cái niềm vui của nói mình. Tới Long phải nói là Long là ông xã của Mỹ Lan chụp hình quá đẹp luôn. Sẵn cái làn sóng này cảm ơn em Long rất là nhiều, rất là thích em chụp hình. Chỗ nào mà có Long mà mình yên tâm mình có ảnh đẹp không? Vâng, thưa quý vị, và cũng như là mọi năm thì nếu mà cô biết là năm ngoái mình cũng đã có một cái chương trình dạ tiệc dạ vũ gây quỹ cho cái buổi diễn hành văn hóa quốc tế năm ngoái rồi, và năm nay thưa quý vị, như mọi năm thì miền Nam California của chúng ta lại tiếp tục anh chị em nghệ sĩ lại họp mặt với nhau, cùng vui với nhau, vui với đồng hương, vui với các khán giả thương mến những giọng hát của các anh chị em nghệ sĩ, và đặc biệt với cái mục đích rất là quý, một cái mục đích rất là thân thương, đó là chúng ta cùng gây quỹ, cùng với đồng hương gây quỹ cho buổi diễn hành văn hóa quốc tế sắp tới đây vào tháng 6 năm 2018. Và chúng ta ngay bây giờ là chúng ta bắt đầu gây quỹ rồi, là sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 15 tây tháng 10 năm 2017 tại nhà hàng Montreal lúc 5 giờ chiều. Mà Mỹ Lan thấy rằng là một cái giá vé thật là khiêm nhường,
anh chị em đang nghệ sĩ rất là đông, mà chỉ có 40 mỹ kim bao gồm luôn ẩm thực, rồi còn có luôn VIP mà chỉ có 70 đồng mà thôi, mà với được chuyển chương trình là MC Nam Lộc, rồi MC Diệu Quyên và góp tiếng hát là nữ ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Như Mai, Mỹ Lan, Đăng Vũ, Hoàng Sĩ Phú, Mai Vi, Lê Toàn, Thái Hà, Đào Anh Tuấn, Yến Linh, Hải Âu, Phương Mỹ Hạnh, Dạ Lan, Elinda, Trúc Mai, Kim Quyến, và đặc biệt là với sự góp mặt của các anh chị trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, một cái chương trình thấm đượm tình người, đầy đủ những thể loại nhạc, nhạc cùng ca, nhạc cột ca, rồi nhạc tình, rồi nhạc quê hương, rồi nhạc tiền chiến, vân vân và vân vân. Thưa hai chị, hình như đây là lần thứ nhì mà hai chị cũng giống như là em góp mặt trong cái buổi dạ tiệc này. Thế hai chị có thể cho cảm nhận là cái cảm tưởng của anh chị khi mà mình góp mặt trong một cái chương trình như thế này như thế nào ạ? Mời chị mời chồng trước đi. Dạ vâng, em xin phép là Phương Quế cũng được đi diễn hành ở tại New York. Chị có tham dự rồi. Năm kia Phương Quế tham dự. Phải nói rằng khi đó mà mình bước ở trên cái đại lộ ở trên đường New York đó, trên con đường diễn hành trên đường New York đó, thì những cái ngọn cờ của các nước, các quốc gia họ phất lên, và đến phiên cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của mình phất lên á, thì phải nói rằng á, cái tim mình nó đập thình thịch, lại rộn ràng lắm, nó rộn ràng lắm, xúc động, là bởi mình rất là xúc động. Chen giữa những cái màu cờ của các nước khác làm màu cờ Việt Nam mình rất là oai nghi, oai hùng. Và đó là cái cảm giác mà Phương Quế nhận được khi mà đã tận nơi đi diễn hành. Đường xa đi bộ có, đi bộ thật là xa mới tới được cái xe hoa, nhưng mà đi bộ mà không có biết mệt là tại vì mình đã vui trong lòng rồi, cho nên là quên hết những muộn phiền, mệt mỏi. Rồi nắng ở trên trời thì nắng tháng 6, thường thường đó diễn hành văn hóa quốc tế là tháng 6 thưa quý vị, vào giữa tháng 6, cho nên là trời nắng lắm, mùa hè mà. Nhưng mà mình phải quyết tâm mình đi. Nếu mình quý vị không đi đến dự ở New York được thì quý vị nên đến những cái buổi gây quỹ như thế này để chúng ta tiếp tục, chúng ta giữ mãi cái màu cờ vàng của chúng ta được bay phất phới ở trên nền trời New York với các cộng đồng bạn của chúng ta. Và đó là một cái điều mà nghĩa là Phương Quế thấy rằng chúng ta nên làm. Nếu đi không được thì nên. Đó là qua cái cảm nhận mà chị đã từng tham dự ngoài cái chương trình dạ tiệc gây quỹ rồi, nhưng mà chị đã được chứng kiến và chị được thân hành đến tận New York. Và thưa quý vị, cái chương trình diễn hành văn hóa quốc tế này đã được trải dài trong suốt 17 năm qua. Và ban tổ chức của cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta vẫn cố gắng giữ mãi cái truyền thống văn hóa này. Là tại sao thưa quý vị? Tại vì chị Phương Quế và chị Thanh Lam biết không? Là cái ngày đó vì là quốc tế mà rất là có nhiều sắc dân, nhiều nước tham dự, và các du khách, thành phố New York là một cái nơi mà du khách đến rất là đông, và người thường là trong những cái buổi diễn hành này người ta sẽ quay phim, người ta chụp hình, họ đứng 20 đường họ xem, người ta đưa lên trên YouTube, người ta đưa lên trên Facebook, vân vân, và khắp nơi trên toàn thế giới người ta sẽ có thể nhìn ngắm được tất cả những cái lá cờ của các quốc gia tham dự, đúng không ạ? Và có là cái niềm hãnh diện, niềm kiêu hãnh khi mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là nói lên được một cái sự chính nghĩa quốc gia của chúng ta được tung bay phất phới tại nền trời của thành phố New York. Và thưa quý vị, như vậy thì sau một vài thông tin thương mại đi, thì chúng ta sẽ trở lại tâm tình với cái niềm tâm tình của chị Phương Hồng Quế, rồi sẽ trở lại với chị Trang Thanh Lan qua cái coi chị cảm nhận như thế nào và chị chia sẻ như thế nào với chúng ta trong chương trình Mỹ Lan Show ngày hôm nay. Xin quý vị vẫn giữ màn hình với chương trình này nha quý vị.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều vẫn giữ màn hình cho đài SET 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ với chương trình Mỹ Lan Show. Và ngày hôm nay, hai gương mặt thân thương, hai người chị rất là thân thương của Mỹ Lan, đó là nữ ca sĩ Phương Hồng Quế và nữ ca sĩ Trang Thanh Lan. Ba chị em chúng tôi đang ngồi tâm tình và chia sẻ với nhau những cái cảm xúc của mình khi nói đến cái buổi diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm được tổ chức tại thành phố New York vào tháng 6 và năm nay tháng 10, và chúng tôi có một cái buổi dạ tiệc anh chị em nghệ sĩ cùng nhau để mà cùng với ban tổ chức để tổ chức chương trình dạ tiệc và vũ gây quỹ này vào ngày Chủ nhật 15 tháng 10 lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Montsherry với giá vé chỉ có 40 Mỹ Kim, bao gồm lưu ẩm thực nha quý vị, và VIP là 70 Mỹ Kim. Quý vị nào muốn tham dự để cùng chia sẻ, để cùng đồng hành với anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi để gây quỹ cho buổi diễn hành văn hóa quốc tế này, xin hãy đến nhà sách Tú Quỳnh. Còn các hội đoàn, đoàn thể nào mà muốn lấy nguyên một bàn thì cũng cứ liên lạc với là nhà sách Tú Quỳnh hoặc là nữ ca sĩ Mai Vi để chúng ta đặt bàn nha quý vị. Rồi bây giờ trở lại với chị Trang Thanh Lan. Chị Trang Lan, em năm ngoái em cũng nhớ là em cũng hát chung với chị trong chương trình dạ tiệc gây quỹ đúng không? Năm nay là năm thứ nhì. Như vậy thì khi mà chị được tham dự một cái buổi chương trình này với một cái ý nghĩa có thể nói rất là, mình có nói rằng là nói đến lá cờ là một cái sự linh thiêng, thiêng liêng. Và trong đó mình nhìn thấy những cái xương máu của cha ông của chúng ta, những xương máu của các chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã đổ ra, và có luôn những cái xương máu của những cả triệu đồng bào chúng ta đã bỏ nước ra đi, bỏ mình nơi biển cả vì hai chữ tự do. Thì cảm nhận của chị năm nay như thế nào ạ? Thì cũng như năm vừa rồi thì năm nay Trang Thanh Lan cũng nhận lời, tại vì Trang Thanh Lan thì không có sức khỏe như Vương Quế để mà mình đi diễn hành dưới nắng gắt như vậy, mà Trang Thanh Lan có cái bệnh tim đó, chỉ có bị tim, thể mà nắng nóng quá ngộp hay là xỉu, bác sĩ không có cho phép mà ra nắng mà cực khổ như vậy. Thì coi như là những người này là ra tiền tuyến đi, chúng ta là hậu phương yểm trợ tiền tuyến, đây chồng đi lính ở nhà yểm trợ tiền tuyến đây. Thì Trang Thanh Lan thấy là chúng ta nên coi như là mình ủng hộ cái chương trình diễn hành quốc tế để mình giữ vững cái lá cờ vàng ba sọc của chúng ta. Tại vì Trang Thanh Lan thấy có một câu anh Tánh nói, mà anh Nguyễn Văn Tánh nói với Trang Thanh Lan, thì Trang Thanh Lan không thể nào bỏ qua chương trình này được. Anh Tánh nói em à, mình không có làm thì cái màu cờ ba màu cờ vàng mà ba sọc đỏ chúng ta sẽ từ từ nó sẽ mai một. Tại vì nếu mà chúng ta không có đủ người, không đủ chi phí, không đủ chi phí, không đủ tài chánh để làm thì chúng những cái cộng sản không chị, cộng sản sẽ đưa cái đẩy cái lá cờ vô, coi như chúng ta mất cái màu cờ chúng ta. Cho nên Trang Thanh Lan kêu gọi người Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, nhất là mình yêu cái màu cờ Việt Nam vĩnh viễn là của chúng ta, cho nên chúng ta nên ủng hộ chương trình diễn hành quốc tế, văn hóa quốc tế này để chúng ta giữ cái màu cờ của chúng ta. Khi mà mình ở nhà mình có tivi, Mỹ Lan, Trang Thanh Lan thấy cái màu cờ mà cái đại kỳ đó phải không? Thấy cái lá đại kỳ mà mình cái xúc động mình không thể là mình không có thể nào mình diễn tả được. Mình thấy mình ở đây, mình tưởng là mình đã không còn nhìn lá cờ vàng nữa đúng không? Khi mà mình thấy tivi, mình thấy cờ vàng bay phất phới ở lại New York, mà chẳng những nếu chúng ta giữ được ở New York này, chúng ta giữ được ở Mỹ này, thì trên quốc tế, trên thế giới là chúng ta sẽ giữ vững màu cờ màu vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Vâng, chị Trang Lan vừa nhắc, thưa quý vị, đúng như vậy. Thì được ban tổ chức cho biết rằng là cái tòa đại sứ cộng sản đó, họ đã kiện, họ đã gọi là họ khiếu nại, họ bảo rằng là đây là nước Việt Nam của chúng tôi, là chúng tôi có cái lá cờ của nước chúng tôi, tại sao không cho chúng tôi tham gia? Còn cái lá cờ, họ phủ những cái lá cờ vàng ba sọc của chúng ta. Thành ra chúng tôi, quý vị, ban tổ chức là được một cái là ở bên New York, người ta đã rất là thương mến cái cộng đồng, tại vì người ta biết được rằng là cộng đồng Việt Nam của chúng ta là cộng nạn tị nạn cộng sản, và chúng ta luôn giữ gìn cái lá cờ đó, và trong suốt 17 năm qua đã cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta tham gia cái chương trình diễn hành văn hóa quốc tế này. Và điều đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là mang ơn của các ban tổ chức của thành phố New York. Và ngày hôm nay nếu mà chúng tôi, quý vị, nếu mà chúng ta không đủ tài chánh, không đủ kinh phí để, tại vì tốn phí rất là nhiều cho hai chị nào làm giờ, như mỗi năm chúng ta có một chủ đề làm xe hoa nè, phải mua cờ rồi phải sắm quần áo cho các em sinh viên, học sinh tham dự, để cho các em, thí dụ chúng ta làm bà Trưng, bà Triệu, hay là làm anh hùng Trần Quốc Toản, hay là vua Lê, nói là những cái truyền thống dân tộc Việt Nam, phải có tiền phải không chị? Mà bây giờ chúng ta không có tiền và chúng ta không thực hiện được, mà không thực hiện được
thì cái lá cờ của chúng ta sẽ bị bọn cộng sản nhảy vào, và cái lá cờ máu của cộng sản sẽ lại tung bay trên nền trời của New York. Và đó là cái điều mà cả triệu người dân đồng bào Việt Nam chúng ta đã tị nạn cộng sản không thể chấp nhận được, phải không thưa hai chị? Vậy, cũng như chúng ta thôi nha. Dạ vâng, thành ra không thể nào chấp nhận được. Đó là lý do mà ngày hôm nay các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi đã cùng nhau tổ chức cái buổi dạ tiệc gây quỹ này. Ước mong quý vị hãy đóng góp, hãy chung sức với chị em chúng tôi để ban tổ chức có thêm kinh phí, có thêm tài chánh để thực hiện được. Và mọi chi tiết quý vị có thể biết thêm về cái buổi diễn hành văn hóa này có thể vào trong trang mạng là diễnhanhvanhoaquocte.org, là quý vị sẽ thấy được tất cả những chi tiết, những tài liệu liên quan trong suốt 17 năm qua của những buổi diễn hành này. Quý vị sẽ thấy rất là đẹp và ban tổ chức đã rất là nồng nhiệt để mà giúp đỡ. Có vị nào mà đúng đến tham dự cái buổi diễn hành này cứ liên lạc với ban tổ chức luôn, đó là anh Nguyễn Văn Tánh với số điện thoại là 347-481-8283 để ban tổ chức sẽ giúp cho quý vị mướn khách sạn hay là chỗ ăn chỗ ở như thế nào đó nha. Các cộng đồng ở khắp nơi trên nước Mỹ, khắp các tiểu bang ở bên Hawaii, nếu mà có rất nhiều cộng đồng tham gia rồi, nhưng mà nếu mà có những cộng đồng nào mà chưa tham gia đó thì có thể liên lạc với anh Tánh. Dạ. Để mà anh Tánh anh lo sắp xếp trước. Chẳng hạn chúng ta một phái đoàn bao nhiêu người thì cho anh Nguyễn Văn Tánh biết và anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta, mướn hotel dùng cho chúng ta thì được cái giá nó rẻ hơn, vì anh làm 17 năm rồi, tổ chức 17 năm rồi. Cho nên rằng quý vị nào mà chưa đi thì muốn đi để chung sức góp sức với cộng đồng người Việt hải ngoại ở New York thì quý vị có thể liên lạc với anh Tánh. Và gần đây nhất là cái show gây quỹ sắp tới đây thì quý vị nào mà ở địa phương chúng ta, ở Nam California hoặc là ở vùng xa xa như Bắc California, ở San Diego chẳng hạn, hoặc là ở xa về thăm Cali thì có thể tham dự cái buổi gây quỹ này, cũng như là quý vị cùng chúng tôi góp một bàn tay để giữ vững cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Nhưng mà nếu mà trong cái chương trình diễn hành văn hóa quốc tế này mà cộng đồng của chúng ta khắp nơi mà cùng đổ về, chúng ta đi càng đông thì chúng ta nói lên được là chúng ta có cái sự đoàn kết, sức mạnh đoàn kết của mình, phải không thưa hai chị? Đúng vậy, chính xác. Mình nghĩ tưởng tượng mà nếu mà mình thấy đồng bào của mình đi càng đông, đằng sau những cái lá cờ và sao xe hoa thì những cái sắc dân khác sẽ nhìn thấy một cái người Việt Nam của chúng ta càng thêm cái niềm hãnh diện. Và nó được chiếu trên khắp nơi, từ YouTube, Facebook hay là trên các đài truyền hình địa phương chẳng hạn. Đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện. Và một lần nữa mời quý vị hãy đến với lại chương trình dạ tiệc dạ vũ gây quỹ diễn hành văn hóa quốc tế sẽ được tổ chức vào ngày 15 tây tháng 10, ngày Chủ nhật lúc 5 giờ chiều tại nhà Montgomery, với sự hiện diện của rất là đông anh chị em nghệ sĩ. Chúng ta có hai MC điều khiển chương trình, đó là MC Nam Lộc và MC Diệu Quyên, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Mỹ Lan, Như Mai, Đăng Vũ, Hoàng Sĩ Phú, Mai Vi, Lê Toàn, Thái Hà, Đào Anh Tuấn, Yến Linh, Trúc Mai, Kim Khuyến, rồi Phương Mỹ Hạnh, Hải Âu, Dạ Lan, Elinda và câu lạc bộ, anh chị em câu lạc bộ tình nghệ sĩ rất là đông. Rồi lại chúng ta phải đến hồi phải chia tay nữa rồi. Thôi hẹn gặp lại hai chị trong dịp khác. Chị em mình lại càng rộn ràng nữa nha. Em mời các chị gửi lời chào. Dạ, cảm ơn Mỹ Lan hôm nay đã cho chị em chúng tôi lên chia sẻ với quý vị. Rất mong gặp quý vị vào ngày 15 tháng 10 sắp tới đây. Tại nhà hàng Montgomery. Dạ vâng, vào lúc buổi chiều 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Vâng, rất mong quý vị gặp lại quý vị ngày hôm đó và chúc quý vị một ngày thật bình an. Dạ, Trang Thanh Lan thấy quý vị ủng hộ chương trình diễn hành văn hóa quốc tế ngày 15 tháng 10 tới đây, cũng như là chúng ta ủng hộ bảo vệ màu cờ của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, đó là một cái nghĩa cử chúng ta nên làm và đừng bao giờ quên màu cờ chúng ta. Màu cờ chúng ta lúc nào cũng ở trong tim. Và Trang Thanh Lan mong gặp lại quý vị ở ngày 15 tháng 10 với chương trình gây quỹ ngày diễn hành văn hóa quốc tế. Vâng, cảm ơn. Chúc quý vị một đêm thật bình yên hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn hai chị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Mỹ Lan Show lần sau nhé. Xin thân ái kính chào quý vị.